Vâng, hello, xin chào toàn thể chị em buổi sáng nha. Hôm nay đã là 29 Tết rồi. Anh em mình nhanh chân lên, nhanh tay lên, lựa chọn một em xe để về mình đi Tết phục vụ cho cá nhân và bản thân của mình, gia đình mình nha. Thì em sẽ review một em xe giá cực kỳ rẻ và hợp lý nhất tại cửa hàng của em trong ngày hôm nay. Thì đây là em Nubia đời 2002. Thì em xe này form dáng rất là đẹp, bên em đã tút sơ lại hết rồi, dọn lại hết rồi. Xe ngay chủ còn ủy quyền được luôn nha anh chị nha. Form dáng này rất là đẹp, nước sơn xi còn mới, 4 mâm lớp giọt còn khá nè anh chị không? Lớp gì cui luôn nè. Đó. Lòng về lòng bọng rất là đẹp nha anh chị nha. Xe này thì còn khá lắm, bị bên mình dọn tao quyết để anh em mua về đi Tết ha. Thì em còn chỉ bán được trong ngày hôm nay đó thôi. Thì ngày mai là em đã về quê rồi. Thì thế mùng 3 em mới hoạt động lại nha anh chị, thông báo bên chị luôn. Còn anh em nào muốn mua thì chốt cọc lại mùng 3 lấy cũng được ha. Mùng 4 gì lấy cũng được. Xe hiện tại chỉ một lỗi là hết kiểm. Đấy. Hết kiểm thôi. Thì qua Tết em kiểm mà không, bây giờ mua đi đỡ ha. Đó, cụm ga đăng trước mặt đèn sáng bóng. Nước sơn xi đẹp. Lớp vỏ gì cui. Nóc xe cũng rất là mới nha anh chị nha. Đó. Thì em xe này mình bán xả cho anh em mua về anh em đi Tết ha, bán 70 triệu à. Đó. Thì anh chị em thấy nè ha. Nguyên nhân cái da còn khá là mới. Đó, trần lợp mới luôn, túp lô túp ly cũng đẹp nè, trần zin theo xe. Đó, xe thì được trang bị bên mình cũng có nhiều đồ chơi lắm nha anh chị nha. Camera bên hông nè. Trần màn hình nè. Đó, túp lô túp ly đẹp ha, camera hành trình nè. Đồ chơi nhiều lắm. Mà bình hơi yếu anh chị ha. Anh em nào mua em đổi cái bình luôn cho nha. Bình để bữa giờ ở đây em không có đâu máy, bình nó hơi yếu rồi. Nhưng mà anh em nào đến mua em sẽ đổi một cái bình hết, tình bình mới nha. Đổi một cái bình mới ngon lành cho anh chị em mình để anh em mình chạy về. Cái máy em này thì cực kỳ êm rồi, bao với anh chị luôn nha. Em cũng mới gỡ máy luôn á. Đó, làm full hết rồi. Bình này hư rồi, bình này bỏ luôn đi. Đó. Hệ thống phun xăng điện tử nha anh chị nha. Sơn xi rất là đẹp, máy cứ rất là sạch luôn nè anh chị không nè. Sạch bo. Đó, cản cabo keo chỉ nè, anh chị nhìn xe cỏ mà keo chỉ còn đầy đủ luôn, anh thấy ghê chưa? Đó. Rồi anh chị em nào thấy thích thì cứ nhấc máy lên alo cho hình mình qua số điện thoại nha. Giá muốn bán. Về phần nội thất ở phía trong nè anh chị ha. Túp lô túp ly còn đẹp nè, dàn ghế da nè. Đó. Ghế da mới. Mới lắm. Cố gắng cái quạt nữa nhưng mà xe này không phải hư lạnh nha anh em nha. Mấy xe này máy lạnh mà Vibu luôn tại vì chủ nhân người ta muốn gắn cái quạt thêm cho mát hay sao nha. Lầm về lầm bọng ở trước ở sau nè anh chị ha. Rất là đẹp. Xe này dường như là em thấy là không có thấy vết mục mọt nhiều ha. Trong cái gầm cho anh em này nhìn luôn nè. Đấy. Gầm xe còn liền lắm nha anh chị nha, không có mục mọt nha. Đấy. Gầm thì chưa phủ gầm nhưng mà không có mục nha anh chị nha, yên tâm nha. Đó. Sắt đòn thân mà xe này hư. Rồi anh em nào thấy thích thì cứ nhấc máy lên alo cho Thịnh mình qua số điện thoại nha. Thì thôi cũng kết thúc video. Chúc anh em bà con khi xem clip được nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Tết cận kề rồi. Anh em mình lưu ý rằng ra đường có nhậu thì nhậu ít thôi, đừng nhậu nhiều nha. Chạy xe an toàn cho sức khỏe, an toàn cho bản thân gia đình mình luôn. Và em xin chào ạ.